Xin chào quý anh chị. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để nói chi tiết về cái cụ thể về cái dự án HUD trong khu đô thị Phước An Long Thọ của huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Đây vị trí của cái dự án HUD là cái chấm vàng này như quý anh chị. Cái chấm vàng trên bản đồ kế hoạch là hiện tại mình đang ngồi chỗ dự án HUD luôn đấy, là nó chỉ cái chấm vàng này này. Đó, đây là sân bay Long Thành này quý anh chị nhé. Sân bay Long Thành này, đây là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đấy quý chị, sắp khởi công rồi nhá. Trong tháng 6 này sẽ khởi công. Đây là đường cao tốc Bến Lức Long Thành này. Đạt được 80% tiến độ rồi quý chị, đang thi công trở lại rồi nhá. Còn đây là đường vành đai 3. Đường vành đai 3 thì hiện đã làm cái cầu, đang thi công cái cầu qua quận 9 này rồi đấy quý chị, gọi là cầu Nhân Trạch đấy. Hay là hay còn gọi là cầu quận 9, để đây là quận 9 này. Đây là vành đai 3 thì quý chị, cách cái chỗ dự án của mình khoảng độ đi theo cái đường này thì đường Hùng Vương này thì mất khoảng độ 6 km nha. Đó, đây là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây này. Đây có nút lên xuống, nút lên xuống của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Từ đến xong là mình từ nút giao là mình xuống cái dự án của mình mất khoảng độ 6 km nha quý chị. Đó, về Sài Gòn là 15 km. Sau này mình sẽ đi đường vành đai 3 để về quận 9 này, để qua Sài Gòn đấy. Đó, quý chị. Nói chung là cái vị trí này thì nó sẽ nằm ở ngay chính giữa bốn xung quanh là bốn tuyến cao tốc ha quý chị, và đường vành đai 3 luôn nhá. Vừa hiện hữu và vừa chuẩn bị khởi công là tương lai là 2 năm nữa là khu này kết nối rất là tuyệt vời đấy quý chị ạ. Ở sân bay Long Thành để những cái tuyến đường sẽ làm để kết nối vào sân bay Long Thành này. Còn đây đường 25C này. Đường 25C này thì là làm một đoạn, nó làm được một đoạn từ đường Hùng Vương tới đường Nguyễn Đức Cảnh rồi, còn chỉ còn khoảng 2 km ra để nối ra quốc lộ 51 và ra vào được sân bay, trực tiếp vào sân bay Long Thành luôn nhá. Cái đường 25C này này đang chuẩn bị khởi công luôn rồi. Còn cái cầu Phước An này là quý chị này, để từ vị trí của mình qua cầu Phước An này khoảng độ 8 km này. Cái cầu Phước An này là đang được chuẩn bị khởi công vào ngày 18 tháng 6 này, là khởi công cầu Phước An để qua Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu đấy quý chị ạ. Để qua cảng cái mép Thị Vải đấy. Và ở đây có khu công nghiệp Phước An đang là thi công đường này, đang làm hạ tầng này. Đó. Còn đây là khu công nghiệp hiện hữu, khu công nghiệp Nhân Trạch. Hiện hữu 6 khu công nghiệp Nhân Trạch hiện hữu đang làm ở khu vực này nha quý chị. Đó. Ngay cách cái dự án HUD khoảng độ 1,5 km thôi. Đó. Đây quý chị rõ hơn, đây là quận 9 này. Đây là quận 2, đây là phà Cát Lái này, là qua quận 2 này quý chị. Đây là quận 7 này, đây là Nhà Bè này. Dự án lấn biển của Vinhome Nhà Bè đang đó ở vị trí này nhá. Ở khu vực này. Rồi sau này mình lại qua cái Nhà Bè bằng cái cao tốc Bến Lức Long Thành này, qua cầu Phước Khánh nhá. Cũng khoảng độ 15 km là tới rồi. Nói chung là nó giáp Nhân Trạch thì nó có 3 mặt giáp sông và đều giáp qua thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đấy, một bên là giáp Bà Rịa Vũng Tàu, bên là giáp sân bay Long Thành, vị trí cực kỳ đắc địa quý chị ạ. Đây là vị trí của nó trên Google, mình sẽ zoom nhỏ lại để mình giới thiệu trực tiếp về cái cụ thể về cái dự án HUD này nhá. Dự án HUD này nó có tổng diện tích là 223 ha này quý chị, được chia làm 4 nhóm này. Đây là nhóm 1 này quý chị. Nhóm 1 nó nằm ở giữa đường Lê Hồng Phong và đường Huỳnh Thúc Kháng này. Nhóm 2 cũng thế nhá, giữa làm ở ngay góc Lê Hồng Phong và đường Huỳnh Thúc Kháng này. Nhóm 3 thì cũng nằm ở giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Lê Hồng Phong luôn. Nhóm 4 cũng vậy nha quý anh chị. Nó đều bám thành cái chọc đường về sau cái phần sau clip thì mình sẽ quay thực tế cái đường Lê Hồng Phong và cái đường Huỳnh Thúc Kháng và mấy cái đường chính của cái dự án này cho quý chị xem nhé, thực tế luôn nhé, tháng 6 năm 2023 nhé. Đây, cái nhóm 1 này thì cụ thể cái nhóm 1 này thì nó có tổng cộng là 912 nền đất nha quý chị. 912 nền đất, gần 1.000 nền đất ở trong cái nhóm 1 này ha. Trong đó thì có 522 nền là liên kế, nhiên kế ngang 5m và 6m nha. Diện tích của nó là 120m2, có cả diện tích 90m2 nữa. Nó và 409 nền nhà vườn, 300m2 nha quý chị.
nhà vườn là 300 m², ngang 12 và 15. Còn đây là nhóm 2 này. Nhóm 2 thì nó có tổng là hơn 400 nền đất này quý anh chị. 490 nền nhá. Tổng của cái nhóm 2 này này là 490 nền đất. Trong đó có 296 nền nhà vườn và 188 nền liên kế nhá. Liên kế của nó thì có diện tích là 100 m² và 120 m² nhá. Còn nhà vườn này có 300 m², ngang 15 m. Đấy, nhóm 3 thì đây, nhóm 3 đây. Nhóm 3 thì nó có tổng cộng là 1487 nền đất nha quý anh chị. 1487 nền đất trong cái nhóm 3 này. Trong đó thì có 820 nền liên kế nhá. Diện tích từ 100 đến 120 m², ngang 56 m, ngang 5 và 6 m nhá. Còn lại là nhà vườn. Trong đây thì quy hoạch nhà trẻ này, mẫu giáo này, rồi là trường cấp 2 ha, chợ rồi công viên. Quy hoạch thôi chứ chưa có gì cả nhá. Hiện tại thì chưa làm nhá, chỉ là quy hoạch. Và đây là nhóm 4 này quý chị, nhóm 4 này lớn nhất này, có 1887 nền đất này. Trong đó thì có 1489 nền đất liên kế nhá. Ngang 5m, 6m, 7m cũng có. Đó. Còn lại là nhà vườn. Nhà vườn thì nó cũng có diện tích là 300 m² nha quý anh chị, ngang 15m và 12m nha. Ở trong cái nhóm 4 này này. Tổng toàn cái dự án HUD này mình sẽ nhắc lại là nó có tổng diện tích là 223 ha này. Có tổng cộng là gần 5000 nền đất nha quý anh chị. Đấy, 5000 nền đất này thì đã có sổ 100% rồi nha quý anh chị. Tất cả đều đã có sổ cá nhân rồi nhá. Có thể công chứng sang tên liền ha. Sổ cá nhân 100% sở hữu lâu dài nhá quý anh chị. Dự án này nó có từ khoảng gần 20 năm trước nên là đều là đất sở hữu lâu dài luôn nhá, chứ không có cái đất mà 50 năm hay là 90 năm gì cho quý anh chị. Đều sở hữu lâu dài luôn nhá. Cái dự án này thì đó thì mình cái đầu video thì mình đã chỉ cho quý anh chị cái cụ thể về cái vị trí của nó rồi và từng nền đất, từng cái số lượng nền đất ở trong đây ha. Tổng của nó là gần 4780 nền đất, gần 5000 nền đất trong cái dự án HUD này. Rất là lớn quý anh chị ạ. Đường xá cơ sở hạ tầng hoàn thiện nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho quý anh chị xem một số con đường lớn chính ở trong cái dự án này cho quý anh chị tham khảo nhé. Rồi, đây là hình ảnh thực tế của những cái con đường lớn nhất của cái dự án HUD này quý anh chị nhé. Đây là văn phòng của mình, nó nằm ở mặt tiền đường Lê Hồng Phong, là một con đường lớn nhất của cái dự án này HUD này nhá. Con đường Lê Hồng Phong này thì có tổng chiều dài là 9 km. Lộ dưới của con đường Lê Hồng Phong này là 53 m nhá. Vỉa hè mỗi bên là 10 m quý anh chị. Đó, đường rất là rộng, thiết kế 3 làn xe. Ở giữa là có giải phân cách cứng và cây xanh. Trồng cây xanh. Điểm đầu của cái đường Lê Hồng Phong này thì nó giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh nhá quý anh chị. Đây này, đi này, đường này từ hướng này là về cầu Phú Mỹ đấy quý anh chị ạ. Về đường cảng để ra sang Phú Mỹ ấy, cầu Phước An đó. Cảng Cái Mép Thị Vải đó. Và ngược lại là mình về đường Nguyễn Hữu Cảnh ra trung tâm huyện Nhơn Trạch và qua Vành Đai Ba, qua quận 9 nha quý anh chị. Đây là đường Huỳnh Thúc Kháng này. Đường Huỳnh Thúc Kháng này thì nó có tổng chiều dài là 3,7 km. Điểm đầu và điểm cuối của cái đường Huỳnh Thúc Kháng này thì nó đều giao với đường Hùng Vương nha quý anh chị. Đường Hùng Vương là con đường huyết mạch, là cái đường nó chạy vòng quanh cái huyện Nhơn Trạch này đó. Lộ dưới của cái đường Huỳnh Thúc Kháng này là 47 m. Được thiết kế mỗi bên là 3 làn xe, ở giữa có giải phân cách và cây xanh. 47 m, hai bên vỉa hè và đường này cũng mới hoàn thiện nên rất là đẹp này quý chị. Nó nối ra đường Hùng Vương nha quý chị, đường phía trước là Hùng Vương, là mình rẽ phải là về bến phà Cát Lái nhá, đó xa xa là đường Hùng Vương ấy. Dân thì ở kín hết hai bên đường Hùng Vương rồi.
rẽ phải là mình về, mình về Phá Cát Lái, còn rẽ trái là về khu công nghiệp Nhân Trạch nhé quý anh chị. Đèn đường cây xanh đầy đủ nhá. Biển này lộ giới 47m mà khá là lớn. Rẽ phải là về Phá Cát Lái nhé quý anh chị nhé, rẽ trái về khu công nghiệp Nhân Trạch. Còn đây là đường N6 đấy quý anh chị. Nó chạy dọc cái đường này thì nó chạy dọc theo cái dự án HUD này. Từ đầu đến cuối dự án HUD. Cái con đường này là lộ giới 26m nhá, gọi là đường N6 đấy. Lộ giới 26m, vỉa hè hai bên. Tổng chiều dài của con đường này là 3,5 km. Điểm đầu của nó là đường giao với đường Nguyễn Văn Cừ ở chỗ khúc mà khu tái định cư Phước An đó. Còn điểm cuối của nó là giao với đường Hùng Vương, quý anh chị, là gần về đường cảng cầu Phước An đó, để đường đường liên cảng Phước An đó, để ra cảng Phước An và qua bên kia là qua cầu Phước An là qua Phú Mỹ đó, qua Cái Mép Thị Vải, cảng Cái Mép Thị Vải đó. Lộ giới 26m, cây xanh hai bên khá là mát rồi quý anh chị nhé. Con đường này nó chạy dọc theo dự án HUD này và là 3,5 km, khá là dài. Cái dự án này rất là lớn nha. Còn đây là con đường D1 này quý anh chị. Đường D1 có chiều tổng chiều dài là 2 km. Đấy. Cái đường này thì nó lộ giới là 35m nha quý anh chị. Một bên là nó trồng cây hàng phượng, cây phượng vĩ kìa, hoa rất đẹp. À, cái đường này thì nó có dân người ta ở khá là đông nha quý chị. Nhà hai bên người ta xây khá là nhiều, so với trong dự án này thì cái đường này nó cũng khá là đông vui hơn. Lộ giới là 35m mà rất là rộng. Vỉa hè mỗi bên là 8m. Cây khá là mát rồi, nhà hai bên khá là đông. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video nhé. Mình sẽ còn gặp lại quý anh chị ở các cái video sau và chi tiết về các cái dự án khác của cái khu đô thị Phước An Long Thọ này. Rồi, mình đụng được Lê Hồng Phong rồi đó, gần đến văn phòng của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở các video sau ạ.